đỉnh cao của âm nhạc là đây. Không nên dùng những thân cây quá bé là mục tiêu để ngắm bắn. Vì sao? Bạn sẽ chạy không kịp đấy. Tất cả chuẩn bị, vào chỗ. Sẵn sàng. Chạy. Lẽ ra anh ấy nên tiếp đất ở tư thế này, nhưng có lẽ vì lực nhảy quá mạnh, kết quả là... Và đây là một trường hợp tương tự. Hãy cẩn thận khi chiếu đèn laser lên người. Siêu nhân bay. Siêu nhân bay. Lần đầu tiên được mang vớ vào chân, không biết cảm giác của cô mèo này thế nào nhỉ? Ôi không, khó chịu quá đi mất. Chân phải không được, chân trái cũng không được, chân phải lại không được. Dùng miệng để giải thoát cho chân trước. Và ale hấp. Nhiệm vụ hoàn thành. Tiếng kèn của cô bé giống âm thanh gì vậy nhỉ? Hãy để chú chó này trả lời nào. Người xem, mình có phải là thủ phạm không? Kinh nghiệm là khi thấy dê uống nước bằng mũi thì nên đứng xa một chút. Hãy nhìn những chú người nộm này, có điều gì đó bất thường. Có ai đó đang nhúc nhích vì đã quá mỏi chân rồi. Bị lộ rồi nhé. Và đây là khu vui chơi trẻ em với những sự cố khó lường. Lực quán tính vẫn còn khá mạnh đây. Đến đây thì không thể trở tay kịp rồi. Nhìn thì dễ, nhưng không dễ chút nào. Có vẻ điều luyện. Tăng tốc nào. Ngủ mọi lúc mọi nơi. Kết quả là... Nhưng vẫn còn đỡ hơn anh chàng này.